Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình Java, Redis, Boot, Data, CPA và thêm mini cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì buổi này thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái Java. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt JDK và sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường cho cái Java để mà chúng ta thực hiện khóa học này. Thì trước khi cài đặt thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn kiểm tra xem là Java đã được cài đặt trên máy của tôi hay chưa. Thì tôi sẽ mở cái Windows PowerShell lên. Các bạn có thể sử dụng các chương trình terminal khác như là CMD vân vân. Ví dụ như tôi gọi là Java trừ version thì nó báo là Java is not recognized, tức là Java chưa được cài đặt trên biến môi trường của tôi đó, trên cái máy của tôi đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi vô Google và tôi sẽ có search là JDK 8 Tolog. Thì cái phiên bản tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài là cái phiên bản JDK 8. Thì đây là cái phiên bản được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất nên là tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt nó. Thì ở đây tôi sẽ đi download cái phiên bản cho thằng Windows 64 bit. Thì tương tự các bạn chọn cái phiên bản phù hợp với cái máy của các bạn. Rồi tiếp theo thì nếu mà các bạn nào chưa có cái account của đằng Oracle thì các bạn có thể tạo ra một cái account. Còn nếu mà các bạn đã có account rồi thì các bạn có thể đăng nhập với các bạn account của các bạn ở đây. Ví dụ tôi có account rồi thì tôi đăng nhập luôn với cái account của tôi. Đó, thì bây giờ nó đang bắt đầu download cái file cài đặt về cho tôi này. Rồi, nó đã download về này. Tôi sẽ đi vô cái folder chứa của nó này. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ double click cho và cài đặt. Đó, các bạn hãy double click cho cái file này để cài đặt nha. Đây, tôi sẽ click vô Next này. Rồi theo là cái nó báo là cái JDK nó sẽ được cài đặt ở cái folder này. Đó, thì đây là cái folder mặc định. Nếu mà các bạn nào muốn đổi thì cũng có thể đổi lại nha. Thì tôi khuyên là các bạn nên để là cái folder mặc định như vậy. Rồi theo tính .NET này. Rồi tiếp theo tôi nó kêu một cái cảnh báo quan trọng thì các bạn nó kêu là nó sẽ update gì gì đó thì các bạn bỏ qua thì các bạn click cho OK. Rồi theo là nó báo là cái JDE nó được cài đặt ở cái folder này thì các bạn cứ để là mặc định. Rồi theo tôi sẽ click cho Next. Rồi bây giờ nó đã báo là cái JDK đã được cài đặt thành công thì tôi sẽ click cho Close này. Thì bây giờ tôi sẽ tắt cái PowerShell này đi và tôi sẽ mở một cái PowerShell mới này và tôi sẽ có lại Java trừ version đó. Thì nó báo là Java version 1.8 được cài đặt thành công như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là cài đặt cái bốn biến môi trường cho thằng Java. Thì tôi sẽ làm sau thì tôi click cho cái biểu tượng DPC này, tôi click cho property này, rồi theo tôi click cho cái phần advanced system setting này. Rồi theo tôi nick cho cái phần environment variable này. Thì ở đây, đây thì nó có hai cái tùy chọn là để cài đặt biến môi trường, một là cái cho cái trường hợp là cho cái user của tôi là cái user admin này, hoặc là trường hợp cài đặt với là cái tùy chọn là system variable. Thì các bạn có thể cài đặt với hai tùy chọn này. Nếu mà các bạn cài đặt với lại cái biến môi trường cho cái user của các bạn thì chỉ có cái user mà được cài đặt với lại biến môi trường này thì được sử dụng thôi. Còn nếu mà các bạn cài đặt với cái tùy chọn là System Variable thì tất cả các user đều xài được. Đó, thì tôi sẽ đi cài đặt vào cái phần System Variable này. Thì bây giờ tôi sẽ New này, click cho New để tạo ra một cái biến môi trường mới là cái biến Java Home. Tiếp theo là cái giá trị của nó thì nó sẽ là cái đường dẫn do cái folder mà nó đã cài đặt cái Java. Đây, folder Java đây. Thì tôi sẽ copy cái đường dẫn tới cái folder Java rồi xoẹt cho cái JDK này. Đó. Thì đây là cái biến môi trường cho thằng Java Home. Đó, tôi sẽ trỏ nó cho cái đường dẫn như vậy để nó sử dụng được cái folder của JDK này.
rồi tôi đi cho ok này, rồi tiếp theo tôi sẽ đi cập nhật cái biến path này lại, thì tôi sẽ click cho cái biến path và tôi đi cho edit này, rồi tiếp theo thì tôi sẽ thêm một cái biến path Java Home cho đây. Đó, cập nhật lại cái biến path là bằng cái tôi sẽ có hai cái dấu phần trăm này và tôi sẽ bỏ cái biến Java Home cho đây này. Rồi tiếp theo là tôi sẽ duyệt cho cái duyệt cho cái Power BI này này. Đó, thì để tôi sử dụng mấy cái môi trường, cái thư viện rồi mấy cái môi trường của đằng Java ở trong này, trong cái Power BI này. Thì tôi sẽ duyệt cho cái Power BI này. Đó, thì với cái biến này tôi sẽ mua nó lên trên. Đó. Đó, tôi sẽ mua nó lên trên như vậy. Đó, như vậy là tôi đã cài đặt được cái biến môi trường cho đằng Java rồi này. Tôi đi cho ok này. Ok này. Tôi đi ok này. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt được cái JDK và cài đặt cái biến môi trường Java Home cho thằng để mà lập trình Java. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.